Chào cả nhà nha. Giờ mình sẽ cho rồng nam Mỹ ăn nha. Hôm trời nắng cũng tốt nên mình bổ sung bí đỏ với giá cho mấy bé nha cả nhà. Thì bí đỏ đây, giá đây. Đây, thực phẩm bổ sung. Mớ bông, hái xin mớ bông nữa nha. Hái mấy cái bông biếc cho nó ăn thêm nha cả nhà. Được có 3 cái thôi. Mình sẽ trộn lên. Giờ sẽ cho bé này. Size baby, size 5-6X. Có mấy con size to này. Ba bé sai sinh sản của mình nha các nhà, hy vọng là mùa này sẽ được dài ổn ha. Cặp đinh lúc bố hết là một bé rết 2 bô. Rồi chào cả nhà, hẹn cả nhà ở những video tiếp theo.